chúng ta thường hay nói với nhau, sống thế này thì khác gì đi tù. Nhưng mà ít ai biết được cuộc sống ở trong tù như thế nào. Với mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế và thể chế chính trị, luật pháp có khác nhau thì sẽ có những quy định khác nhau về hiến pháp. Chắc hẳn là các bạn đã từng thắc mắc rằng một ngày sống trong tù sẽ ra sao và bữa cơm thông thường các tù nhân trên thế giới sẽ như thế nào, đúng không? Thế thì không để anh em tò mò lâu thêm nữa, hãy cùng Taka đi tìm hiểu. Đẳng cấp cơm tù thế giới, nơi được phục vụ sướng như ông hoàng, nơi chẳng khác nào địa ngục trần gian. Na Uy. Tại các nước Bắc Âu thì thật không khó để bạn bắt gặp ai đó đang chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đầy hùng vĩ của Bắc Cực Quang. Nhưng mà buồn cười thay, điều này cũng đúng đối với các tù nhân tại đất nước này. Tại nhà tù Batroy, tù nhân được phát tiền trợ cấp hàng tuần khoảng 60 bảng Anh, tức là gần 2 triệu đồng, để tự mình mua sắm thực phẩm. Sau đó họ được phép chế biến món ăn và hưởng thụ thành quả của mình dưới sự giám sát của người quản giáo. Mặc dù chủ đề là cơm tù như thế nào, nhưng mà mấy anh bạn Na Uy này sướng quá, tiện tôi sẽ kể cho anh em nghe cuộc sống trong tù ở đây nữa nhé. Phòng giam của nhà tù Hayden có thể khiến các sinh viên đại học ở ký túc xá phải ghen tị. Mỗi phòng được trang bị TV màn hình phẳng, tủ lạnh nhỏ và buồng tắm riêng biệt. Cứ mỗi 10 đến 12 phòng giam sẽ được sử dụng một phòng sinh hoạt chung, nơi các tù nhân tự nấu ăn và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Không có một cửa sổ nào nhà tù Hayden có thành sắt hết. Trong một phòng sinh hoạt chung, tù nhân ngồi trên ghế dài, chơi bài, uống cà phê, đọc báo và chơi điện tử. Quá là sướng đúng không nào? Ngoài ra thì mỗi phòng đều có nhà bếp đầy đủ với tủ lạnh và dụng cụ làm bếp như là dao kéo nữa. Tù nhân Na Uy mất quyền tự do nhưng mà không mất quyền hưởng các dịch vụ khác như chăm sóc sức khỏe. Nhà tù Hayden tự hào có hẳn một bệnh viện nhỏ và phòng nhà sĩ tân tiến, sẵn sàng chữa trị các vấn đề sức khỏe cho tù nhân. Nhân viên an ninh tổ chức hoạt động cho tù nhân từ 8 giờ sáng đến tận 8 giờ tối. Đó là cơ hội để tù nhân tìm sở thích mới và là một phần trong chiến lược an ninh của nhà tù. Các tù nhân bận rộn, ít có khuynh hướng bạo lực hơn. Một trong những hoạt động đó là thể thao. Tù nhân Na Uy có rất nhiều sự lựa chọn đa dạng, từ bóng rổ, leo núi ở trong nhà, chạy bộ và đá bóng. Căn phòng đẹp nhất trong phòng hoạt động của nhà tù đó là phòng thu âm, với 8 cây đàn guitar và rất nhiều thiết bị điện tử khác nữa. Tù nhân có thể mượn đàn về phòng chơi, được học cách sáng tác và sản xuất âm nhạc. Vài tù nhân thậm chí đã ra mắt đĩa CD của riêng mình. Ngoài ra, tù nhân ở Hayden còn được dạy một số kỹ năng khác nữa. Nhà tù có những căn phòng lớn, tổ chức lớp học làm mộc, xây nội thất, gia công kim loại và sửa chữa ô tô. Các tù nhân học cách sửa chữa xe của lính canh và làm đồ gỗ cho các tù nhân khác. Anh Quốc. Với điều kiện thuận lợi như những người hàng xóm Bắc Âu của mình, các nhà tù ở Anh lại có khẩu vị nghiêng về giá trị truyền thống hơn. Nhìn chung, nguyên liệu chính của cơm tù chủ yếu là món mì Ý Lacana và gà thịt gà. Theo một báo cáo năm 2016, một nhà tù ở Birmingham đã phục vụ món salad pate lợn cho các tù nhân của họ vào bữa tối. Ngay cả là khi vào tù rồi vẫn phải giữ đúng truyền thống ăn uống của nước mình đấy nhá. Nhưng mà kể ra ngày nào cũng ăn một món thì sẽ khó mà nuốt được. Không ăn thì kiệt sức mà chết, ăn thì ngán mà tăng sông, đằng nào cũng chết mất thôi. Nhật Bản. Cơm thường được xem là thành phần chủ yếu dành cho tù nhân ở phần đông các nước châu Á. Và tất nhiên là ở Nhật, cơm tù cũng là món ăn vô cùng phổ biến. Nhưng mà kỳ lạ thay, họ dùng cơm với những nguyên liệu hết sức đặc biệt. Tại nhà tù ở thị trấn Abashiri, bữa cơm của họ được ăn kèm với cá thu tươi phi lê, củ cải muối và nước dùng. Điều này được các cựu tù nhân miêu tả là một cái sự bùng nổ vị giác. Bên cạnh đó, các tù nhân cao tuổi đang trở nên phổ biến hơn ở Nhật khi mà dân số đất nước tiếp tục già đi. Nhà tù Onomichi là nơi ở các tù nhân cao tuổi. Các tù nhân này được trang bị tay vịn, thức ăn mềm và dành thời gian để đan và may. Với những người mà không có đủ gan phạm tội hoặc là không muốn phạm tội nhưng mà lại thích thử ăn cơm tù thì nhà hàng căng tin nhà tù ở Nhật Bản quả là một lựa chọn hoàn hảo nhất. Ở Nhật Bản, muốn biết mùi vị cơm tù như thế nào, người ta chỉ cần đến nhà căng tin nhà tù độc đáo để thưởng thức mà thôi, mà không phải cố tình gây án để được tống vào tù một lần cho biết. Nhà hàng căng tin nhà tù có 102 nằm trong khu di tích trại giam Abashiri ở tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Nhà hàng ăn mở cửa từ 10 giờ 30 phút sáng tới 15 giờ 30 phút chiều hàng ngày. Điểm khác biệt của nhà hàng là không phục vụ những món ăn đặc sản của Nhật,
mà chủ yếu tập trung vào những món ăn trong khẩu phần cơm tù hàng ngày của các phạm nhân. Thực khách có thể lựa chọn một trong hai set đồ ăn đầy đủ. Loại A 700 yên, khoảng 150.000 Việt Nam đồng và loại B 800 yên, khoảng 175.000 Việt Nam đồng. Set A thì gồm có cơm lúa mạch, cá thủ rán, củ cải muối, salad miến và canh miso 700 yên. Tuy nhiên là những tù nhân thực sự sẽ không được ăn canh miso giống như căng tin nhà tù, mà có thể họ chỉ được ăn những loại gạo chất lượng thấp như là một hình phạt cho những tội lỗi mà họ đã gây ra. Set B thì bao gồm cơm lúa mạch, cá nục, rau xào, củ từ và canh miso. Với tiêu chí sáng tạo đầy chất Nhật Bản, nhà độc đáo có 102 này rất là phù hợp với những ai thích ăn cơm tù mà lại không có đủ gan hoặc không muốn phạm tội. Chỉ nên thử cho biết mùi cơm tù thôi, chứ chẳng có ai điên mà lại mong muốn mình được ăn cơm miễn phí kiểu đau khổ này hết. Anh em có suy nghĩ sao về căng tin này? Có mong muốn được ăn thử cơm tù Nhật Bản thì chuẩn bị ngay 200.000 đến đây là được ăn ngay lập tức. Đức. Mặc dù là chế độ ăn uống của tù nhân tại Đức không khác là mấy so với các tù nhân khác ở các nước trên thế giới, tuy nhiên là trường hợp dưới đây sẽ chứng minh rằng người Đức không phải lúc nào cũng tàn nhẫn. Sự bất đồng với nhà thầu cung cấp thực phẩm đã khiến các tù nhân của Birgit Gladbach bị bỏ đói. Ngay lập tức, Bộ trưởng Đức đã đưa ra một giải pháp triệt để, đầy chất chơi. Ký hẳn một thỏa thuận với McDonald's và cho các tù nhân ăn hamburger phô mai với bánh mì kẹp trong thời gian còn lại của năm. Bình thường ở Việt Nam thì muốn ăn gà rán McDonald's thì cũng phải bỏ ra một vài trăm nghìn để mua tại cửa hàng. Thế nhưng mà ở Đức thì lại trở thành món ăn thường nhật của tù nhân. Mình thấy có một cái gì đó sai sai, không biết là anh em có thấy giống như vậy không? Nhớ để lại comment nhá. Tiếp theo thì đó chính là nước Ý. Không còn nghi ngờ gì nữa khi Ý nằm trong danh sách những nơi giam giữ lạ lùng nhất thế giới. Tòa lâu đài Fortezza Medicea được xây dựng từ thế kỷ thứ 14, không chỉ là một nhà giam, mà còn là nơi đã đào tạo ra những đầu bếp chứ danh từ dự án cải tạo tù nhân. Từ năm 2007, những tù nhân kiêm đầu bếp đã phục vụ nhiều món ăn đẳng cấp thế giới cho những vị khách may mắn nhanh tay đặt bàn. Mỹ. Thật không may, không phải trại giam nào cũng phục vụ những món ngon. Nhà tù tại Mỹ là nơi giam giữ 0,7% dân số của nước này, đồng nghĩa việc phí bảo hiểm lương thực cho tù nhân cũng nằm trong vòng kiểm soát chặt chẽ. Có lẽ điều này giải thích lý do vì sao trong các trại giam ở Mỹ lại xuất hiện một món ăn vô cùng kỳ lạ. Nó được làm từ các loại rau quả, bánh mì và thịt, tất cả cùng nướng thành một chiếc bánh mì xốp đầy kỳ dị. Có lẽ đây là minh chứng chính xác nhất về cuộc sống trong trại giam của các tù nhân. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với Việt Nam. Đối với nhiều người, tù nhân hay phạm nhân bị xem là kẻ xấu, cần phải loại bỏ trong xã hội. Thế nhưng theo quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân, năm 1955 được ký kết tại Geneva, họ sẽ phải được đối xử theo một số tiêu chuẩn nhất định, đáp ứng việc tuân thủ theo những chuẩn mực mà điều ước quốc tế đã quy định. Tại Việt Nam cũng có quy định các chế độ dành cho phạm nhân. Trong các dịp lễ quan trọng, phạm nhân được ăn gấp 5 lần tiêu chuẩn ngày thường. Đó là vào các ngày Tết Nguyên Đán, Tết Dương Lịch, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và ngày mùng 2 tháng 9. Còn tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng cho phạm nhân như sau: 17kg gạo tẻ thường, 0,7kg thịt, 0,8kg cá, 0,5kg đường loại trung bình, 1kg muối, 15kg rau xanh, 0,75 lít nước mắm, 0,1kg bột ngọt, chất đốt tương đương 17kg củi hoặc là 15kg than. Nước uống phải luôn có sẵn cho mọi tù nhân. Đó thì là tiêu chuẩn trong một tháng nha. Đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của pháp luật, định lượng có thể được tăng thêm 15% so với tiêu chuẩn định lượng nêu trên. Ngoài tiêu chuẩn ăn này, phạm nhân được sử dụng quà tiền của mình để ăn thêm, nhưng mà không được quá 3 lần định lượng trong một tháng cho mỗi phạm nhân. Phải có một chế độ trả công thỏa đáng đối với công việc của tù nhân. Theo chế độ đó, tù nhân được phép sử dụng ít nhất một phần thu nhập của mình để mua những đồ đạc được chấp thuận, sử dụng riêng và để gửi một phần thu nhập của họ cho gia đình. Chế độ này cũng cho phép ban quản lý nhà tù dành một phần trong thu nhập để thành lập một quỹ tiết kiệm và sẽ được trao cho người tù khi mà họ được thả.
Pháp luật ở Việt Nam chúng ta mang tính chất răn đe, khuyên nhủ và mong muốn mỗi công dân phải tuân thủ quy định của nhà nước, xã hội và hành động dựa trên cơ sở đạo đức. Bởi vậy, nhà nước chúng ta luôn tạo điều kiện cho những tội nhân cải tạo tốt, có mong muốn và nỗ lực sửa chữa, làm lại cuộc đời. Video đến đây thì cũng kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe Takawai để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.